rung nước khắp phương xa. Trên trời có bóng chỉ hằng ngà, trăm cao soi bóng khắp quê nhà. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt với ca khúc Con Cháu Vua Hùng Toàn Cầu.
Kính thưa quý vị, và ca khúc vừa rồi chúng ta thấy rằng là đến với phần trình bày của ca sĩ Phương Trang, kỷ lục gia Trần Văn Mười và kỷ lục gia Mai Đình Tới, bên cạnh đó còn phần thể hiện của Vũ đoàn Vầng Trăng. Đây như một lời chào mở đầu đến với toàn thể quý vị đại biểu, quý vị khách quý, quý doanh nhân doanh nghiệp đang đến tham dự trong chương trình lễ trao giải thương hiệu nhãn hiệu xuất sắc châu Á Thái Bình Dương năm 2022. Kính thưa quý vị, và chương trình đang được diễn ra tại nhà hát Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh. Thay mặt ban tổ chức, Thanh Giang và Vĩnh Hồ xin được gửi đến toàn thể quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa toàn thể quý vị, trong thời đại công nghệ số phát triển như hiện nay, việc xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu là một trong những nhiệm vụ quan trọng để các đơn vị doanh nghiệp tồn tại trên thị trường, bởi thương hiệu đóng vai trò hết sức quan trọng và gắn bó mật thiết với vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Đặc biệt trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, khi Việt Nam đã có những hành lang pháp lý từ các hiệp định thương mại tự do đối với thế giới, vấn đề xây dựng thương hiệu càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Kính thưa quý vị, nhưng mà tuy nhiên để có được sự tín nhiệm và lòng trung thành của người tiêu dùng đối với sản phẩm, thì doanh nghiệp phải có sự đầu tư nghiêm túc vào quá trình xây dựng thương hiệu, và đồng thời việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cũng như các hoạt động truyền thông, quảng bá, xúc tiến thương mại là những hoạt động cần thiết và quan trọng đối với doanh nghiệp. Và không thể thiếu đó chính là việc khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp hướng tới các giá trị sáng tạo, không ngừng đổi mới và phát triển thương hiệu bền vững thông qua các chương trình, sự kiện truyền thông, khảo sát, quảng bá, trao đổi kinh nghiệm xúc tiến thương mại. Kính thưa quý vị, với ý nghĩa đó, hôm nay Viện Nghiên cứu Tài chính Đầu tư và Hợp tác Thương mại Đông Nam Á phối hợp cùng với các cơ quan hữu quan tổ chức chương trình Thương hiệu nhãn hiệu xuất sắc châu Á Thái Bình Dương năm 2022. Đây là hoạt động nhằm tổng kết một năm kinh tế đã qua, là cơ hội để các doanh nghiệp doanh nhân giao lưu gặp gỡ, chia sẻ các kinh nghiệm phong phú về sản xuất kinh doanh, rút ra những bài học cũ và cùng nhau hướng tới chặng đường phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai. Và đây cũng là dịp để các đơn vị quản lý tiếp nhận những ý kiến đóng góp về chính sách kinh tế, đồng thời cũng là cơ hội để các doanh nghiệp, doanh nhân tiếp cận và tìm hiểu những chính sách mới nhằm kịp thời thay đổi và thích ứng phù hợp, từ đó tạo đà phát triển tốt cho đơn vị của mình trong thời gian tới. Kính thưa quý vị, đến tham dự trong buổi lễ ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của quý vị khách quý, các đại diện của các cơ quan ban ngành, các cơ quan thông tấn báo chí trung ương, đại diện lãnh đạo các đơn vị tài trợ hỗ trợ, đặc biệt còn có sự hiện diện của các doanh nhân, đại diện doanh nghiệp là những người đang hàng ngày, hàng giờ phục vụ nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng trong cả nước. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của ông Vương Đức Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Công tác Phía Nam Bộ Khoa học và Công nghệ. Tiếp theo, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Phạm Văn Thọ, Giám đốc chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Công nghệ chống hàng giả Việt Nam. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Quốc Trung, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp QCC Việt Nam. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Đức Thịnh, Trưởng Văn phòng Đại diện phía Nam, Viện Nghiên cứu Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ. Trân trọng giới thiệu ông Từ Văn Lai, Trưởng cơ quan Đại diện phía Nam, Học viện Con rồng cháu tiên. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Bùi Đình Tuyên, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam. Trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Nguyễn Dũng Thương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tài chính Đầu tư và Hợp tác Thương mại Đông Nam Á, trưởng ban tổ chức chương trình. Kính thưa quý vị, và xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để chào đón sự hiện diện của gần 200 doanh nhân, doanh nghiệp cũng đã có mặt trong sự kiện ý nghĩa ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, và tiếp theo chương trình, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu Tiến sĩ Nguyễn Dũng Thương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tài chính Đầu tư và Hợp tác Thương mại Đông Nam Á, trưởng ban tổ chức, sẽ có đôi lời phát biểu để khai mạc chương trình. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, kính thưa các quý doanh nhân, doanh nghiệp, các nhà hoạt động xã hội, nghệ nhân tiêu biểu. Đất nước ta đang trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày một sâu rộng. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp 4.0 trên toàn thế giới, việc xây dựng và phát triển thương hiệu giữ vai trò hết sức quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Trên thực tế, vấn đề xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đạo nhái thương hiệu trong câu chuyện hội nhập hiện nay không chỉ gây ra những mất mát, thiệt thòi cho doanh nghiệp, cũng như là mất niềm tin cho người tiêu dùng trong thị trường trong nước,
mà còn dẫn tới việc bị mất thương hiệu khi tham gia vào chuỗi cung ứng hàng hóa, khai thác thị trường nước ngoài. Để giải quyết thực trạng trên, nhà nước đã có nhiều chính sách nhằm hỗ trợ các đơn vị doanh nghiệp bảo hộ tài sản trí tuệ, đăng ký thương hiệu, sản phẩm độc quyền, đồng thời cũng đưa ra những cảnh báo, góp ý và đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc đăng ký và bảo vệ thương hiệu. Tuy nhiên, mỗi doanh nghiệp, doanh nhân cũng cần phải có kiến thức và chủ động xây dựng, bảo vệ thương hiệu cho chính doanh nghiệp của mình. Chúng ta có thể xây dựng và bảo vệ thương hiệu bằng nhiều cách, từ việc xây dựng quy trình quản lý quá trình sản xuất, quản lý chất lượng, cho tới việc tham gia vào các sự kiện, diễn đàn hợp tác, xúc tiến thương mại, các sự kiện truyền thông, quảng bá uy tín. Có như vậy mới đưa được sản phẩm, dịch vụ, đặc biệt là thương hiệu tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài nước. Với tinh thần ấy, thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc chương trình Thương hiệu, Nhãn hiệu quốc gia, Nhãn hiệu xuất sắc châu Á-Thái Bình Dương và Doanh nhân xuất sắc châu Á-Thái Bình Dương năm 2022. Chương trình truyền thông Thương hiệu, Nhãn hiệu xuất sắc châu Á-Thái Bình Dương là một cơ hội cho các doanh nghiệp trên cả nước có thể quảng bá thương hiệu, khẳng định chất lượng sản phẩm, dịch vụ của mình. Đây cũng là một trong những mục tiêu của Đảng và Nhà nước nhằm góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp khẳng định vị thế, nâng cao uy tín thương hiệu, sản phẩm của Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế. Đồng thời, hưởng ứng chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các chương trình liên quan đến bảo vệ người tiêu dùng trong nước, các vấn đề, vấn nạn hàng giả, hàng kém chất lượng. Bởi mỗi đơn vị doanh nghiệp được đề cử trong chương trình đều đã được trải qua quá trình khảo sát, đánh giá khắt khe, cũng như sự làm việc công tâm, khách quan của ban tổ chức. Một lần nữa, thay mặt ban tổ chức tôi xin gửi lời cảm ơn và lời chúc tốt đẹp nhất tới quý vị đại biểu, quý doanh nghiệp, doanh nhân đã luôn đồng hành và thành công và ủng hộ chương trình. Chúng tôi tin tưởng rằng chương trình này sẽ là một bước đệm quan trọng để mỗi doanh nghiệp chúng ta chung tay góp sức xây dựng, bảo vệ thương hiệu ngày càng lan tỏa bền vững trong tương lai. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được cảm ơn bài phát biểu của tiến sĩ Nguyễn Dũng Thương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tài chính Đầu tư và Hợp tác Thương mại Đông Nam Á, trưởng ban tổ chức. Kính thưa quý vị, trong gần 4 tháng triển khai công tác chuẩn bị, ban tổ chức đã tiếp nhận được rất nhiều hồ sơ đăng ký tham dự thương hiệu nhãn hiệu xuất sắc châu Á-Thái Bình Dương năm 2022 của doanh nghiệp trên khắp cả nước. Với phương châm là hội tụ, chia sẻ để cùng phát triển, ban tổ chức đã sẵn sàng và trân trọng mời tới đây ngày hôm nay hơn 150 doanh nghiệp, doanh nhân, doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh tiêu biểu trong năm vừa qua. Và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần lễ công bố và trao tặng kỷ niệm chương cho các doanh nghiệp tiêu biểu đã có những đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế và áp dụng công nghệ mới vào hoạt động sản xuất. Và ban tổ chức xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Vương Đức Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Công tác Phía Nam Bộ Khoa học và Công nghệ, cùng với ông Phạm Văn Thọ, Giám đốc chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Công nghệ chống hàng giả Việt Nam sẽ tiến lên sân khấu để cùng trao tặng biểu trưng cho các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu. Và xin được trân trọng kính mời hai vị sẽ cùng tiến lên sân khấu. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu có tên sau đây sẽ cùng tiến lên sân khấu để nhận biểu trưng từ ban tổ chức của chương trình. Kính thưa quý vị, và đầu tiên chúng tôi xin phép được mời đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam. Cathay Việt Nam được thành lập vào tháng 7 năm 2008 sau 14 năm vững vàng hoạt động, sẽ tiếp tục xây dựng các kênh kinh doanh toàn thời gian theo đường lối riêng của mình. Kính thưa quý vị, và vào quý 3 năm 2022, Cathay đã đạt được kết quả kinh doanh ấn tượng với tổng doanh thu phí là 2.111 tỷ đồng, tương đương với mức tăng trưởng là 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Và tính đến năm 2022, công ty với mức vốn đầu tư hiện tại là 15.310 tỷ đồng. Và xin được chúc mừng cho công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam. Và tiếp theo xin được trân trọng kính mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ liên minh quốc tế Dimensity, là trung tâm phân phối thiết bị gia dụng uy tín toàn quốc. Thương hiệu đã và đang trên đà chứng minh mình là một thương hiệu lớn mạnh với các cấp lãnh đạo mẫu mực chuyên nghiệp và đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm lâu năm lẫn trong nước và ngoài nước, cùng với cách áp dụng hệ thống quản lý chuyên nghiệp của quốc tế. Dimensity luôn ứng dụng những phương pháp quản lý hiện đại với phần mềm quản trị công nghệ cao và đã xây dựng được một hệ thống phân phối sỉ và bán lẻ trực tuyến các dòng sản phẩm thiết bị văn phòng, điện máy, các mặt hàng gia dụng và công nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Kính thưa quý vị, và tiếp theo chúng tôi xin phép được mời đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Hợp Tiến Phát. Hợp Tiến Phát là doanh nghiệp sản xuất và cung cấp các sản phẩm rượu và nước uống trái cây lên men tự nhiên có cồn và không cồn. Các sản phẩm mang thương hiệu Hợp Tiến Phát
đều được sản xuất trên quy trình khép kín, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Thương hiệu đã và đang được người tiêu dùng trong nước và quốc tế đánh giá rất cao về độ uy tín. Và để làm được điều đó, ban giám đốc cũng như là đội ngũ nhân viên đã liên tục nghiên cứu và cho ra mắt những sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Tiếp theo, xin được trân trọng kính mời đại diện công ty cổ phần tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam. Dựa trên nền tảng cốt lõi trị liệu truyền thống quyện hòa giữa tinh hoa y học cổ truyền và y học phương Tây hiện đại, Sen Tài Thu mang đến một không gian trị liệu khép kín, thân thiện, ấm cúng với dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện, không chỉ giúp phục hồi sức khỏe thể chất và tinh thần mà còn trao cho khách hàng bí quyết để bắt đầu một lối sống lành mạnh, dài lâu cùng với những yếu tố chủ đạo được hòa quyện thành một giai điệu chăm sóc sức khỏe nhịp nhàng, phù hợp với từng nhu cầu, mong muốn của khách hàng. Và tiếp theo xin được trân trọng kính mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại thực phẩm Dung Thành, là một địa chỉ nhập sĩ đồ ăn vặt ngoại nhập vô cùng chất lượng dành cho bạn. Bạn có thể bị tan chảy bởi đồ ăn vặt ở đây với hàng trăm sản phẩm khác nhau cùng hình thức vô cùng bắt mắt. Thực phẩm Dung Thành luôn tâm niệm đồ không chỉ ngon mà còn phải sạch, phải bảo đảm an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Vì thế các khâu hình thành sản phẩm luôn được đơn vị này kiểm tra giám sát một cách nghiêm ngặt. Kính thưa quý vị, và tiếp theo chúng tôi xin phép được mời đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Mitraco, gìn giữ và phát triển giá trị truyền thống tinh hoa ẩm thực Việt. Công ty đã cho ra đời thương hiệu mứt dừa non hiệu Toya. Sản phẩm được sản xuất theo phương pháp thủ công 100% nguyên liệu nguồn gốc tự nhiên, không dùng chất tẩy phẩm màu công nghiệp, đạt chứng nhận ISO 22000-2018, chứng nhận FDA. Và tiếp theo xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn dược mỹ phẩm Alisa, được thành lập nên từ niềm khát khao cháy bỏng, mang lại những thành tựu lớn của khoa học công nghệ trên thế giới ứng dụng cho nền dược phẩm nước nhà. Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Alisa luôn nỗ lực để gắn kết tinh hoa từ nguồn dược liệu cổ truyền cùng thành quả của y học hiện đại nhằm mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng tốt nhất. Kính thưa quý vị, tiếp theo chúng tôi xin phép được mời đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Suburi. Suburi Travel là thương hiệu của Top Global Travel, được đánh giá là một trong những thương hiệu có uy tín trong các doanh nghiệp lữ hành quốc tế và nội địa của Việt Nam. Suburi Tour và Travel chuyên kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành. Chúng tôi đã liên tục không ngừng nghỉ phấn đấu để có thể trở thành một công ty dẫn đầu về chất lượng phục vụ khách du lịch. Và tiếp theo xin được trân trọng kính mời đại diện công ty cổ phần Bliss Education, Bridge, Bộ Giáo cụ Tư duy Tài chính do ông Nguyễn Cửu Long, Tổng giám đốc công ty cổ phần Bliss Education là tác giả. Theo ông, Bridge có nghĩa là người giàu có, chữ người đứng đầu trong ba chữ này. Vì vậy, cần học làm người trước khi học làm giàu các nguồn lực để có được ước mơ và cuộc sống hạnh phúc. Bộ cờ Bridge cho người chơi trải nghiệm vòng đời thu nhỏ, học những bài học thông qua trải nghiệm và biết cách quản lý dòng tiền. Tiếp theo, chúng tôi xin phép được mời đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Ba Con Gấu. Kính thưa quý vị, đây là thương hiệu uy tín trong lĩnh vực chăm sóc spa và hotel thú cưng. Gấu Best Spa và Hotel luôn mang lại trải nghiệm thú vị và chăm sóc thú cưng cho các gia đình. Và tiếp theo xin được trân trọng kính mời đại diện công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ vệ sĩ Yuki Sepri 24. Hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ an ninh cho khách hàng với đội ngũ chuyên gia và vệ sĩ chuyên nghiệp. Ban lãnh đạo công ty là những người đã từng đảm trách cương vị cao trong ngành công an và có nhiều kinh nghiệm trong việc giải quyết các vấn đề về an ninh trật tự, an toàn xã hội và cam kết cung cấp một đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp có tính kỷ luật cao của công ty, đảm bảo việc duy trì an ninh trật tự tại các mục tiêu bảo vệ của khách hàng. Tiếp theo, chúng tôi xin phép được mời đại diện của thương hiệu bánh tráng Hoàng Bèo. Hoàng Bèo tiên phong đưa món bánh tráng cuốn thịt heo, một đặc sản của Đà Nẵng ra cả nước và cải tiến để hợp khẩu vị với từng vùng miền, nhanh chóng được các bạn trẻ yêu thích tìm đến. Ngay sau đó, hàng loạt các quán bánh tráng thịt heo mở ra và cũng rất nhiều quán đóng cửa vì theo trào lưu ở Hà Nội hay ở Sài Gòn. Nếu nhớ hương vị miền Trung, hãy đến Hoàng Bèo, chắc chắn bạn sẽ tìm được hương vị quê nhà trong từng món ăn. Tiếp theo xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Bệnh viện Thẩm mỹ Đông Á. Hơn một thập kỷ phát triển trên chặng đường tôn vinh nhan sắc, Đông Á tự hào là địa chỉ chăm sóc sắc đẹp uy tín, được hàng nghìn người Việt Nam tin tưởng lựa chọn, là chuỗi hệ thống thẩm mỹ đẳng cấp quốc tế đầu tiên tại Việt Nam với mục tiêu tạo ra một thương hiệu thẩm mỹ chuyên nghiệp phát triển bền vững lâu dài. Kính thưa quý vị, tiếp theo chúng tôi xin phép được mời đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn Nanolin. Các nhà khoa học kết hợp cùng với các chuyên gia đã ra dinh dưỡng đầu ngành tại Việt Nam đã cho ra một dòng sản phẩm sữa dành cho bệnh nhân tiểu đường với công dụng giúp hạ đường huyết về mức an toàn, kiểm soát đường huyết ổn định, ngăn ngừa biến chứng tiểu đường hiệu quả nhờ bộ ba Chrominex 3 cộng sữa non, colostrum và 9 loại hạt cao cấp. Và tiếp theo xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Hưng Phú Hải.
tọa lạc tại số 139 Trần Hưng Đạo, thành phố Phú Yên, chuyên về nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp, phân phối đèn LED chiếu sáng cho các công trình, đường phố, khu đô thị, công viên, uy tín, chất lượng, đa dạng, mẫu mã, giá cả hợp lý. Kính thưa quý vị, tiếp theo chúng tôi xin phép được mời đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Bitop Việt Nam. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Bitop Việt Nam là công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và phân phối thiết bị công nghiệp hàng đầu Việt Nam như bếp, tủ cơm, nồi phở, tủ sấy bát với giá cả hợp lý. Chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm chất lượng cao cấp hàng đầu bằng sự trân trọng, thấu hiểu và những nhu cầu của khách hàng được đảm bảo. Dạ, và xin được mời hai vị đại biểu. Xin được mời ông Vương Đức Tuấn và ông Phạm Văn Thọ sẽ cùng chụp hình với các doanh nghiệp trong đợt đầu tiên đã được vinh danh trong chương trình thương hiệu nhãn hiệu xuất sắc châu Á Thái Bình Dương năm 2022. Và một lần nữa chúng ta dành một tràng thật lớn để chúc mừng cho các doanh nghiệp. Xin được trân trọng cảm ơn ông Vương Đức Tuấn và ông Phạm Văn Thọ. Ngay bây giờ đây, chúng tôi xin phép được mời kỷ lục gia Trần Văn Mười sẽ tiến lên sân khấu để có đôi lời phát biểu cùng với tất cả quý vị như một sự chia sẻ đại diện cho các doanh nghiệp tham dự trong chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa, chúng tôi xin được trân trọng kính mời kỷ lục gia Trần Văn Mười ạ. Dạ, và xin được mời tiến lên sân khấu kỷ lục gia Trần Văn Mười. Dạ, và xin được mời kỷ lục gia Trần Văn Mười sẽ chia sẻ về cảm xúc của mình khi là một trong các doanh nghiệp được vinh danh trong chương trình thương hiệu nhãn hiệu xuất sắc châu Á Thái Bình Dương năm 2022 ngày hôm nay ạ. Vâng, kính thưa quý vị lãnh đạo, kính thưa quý vị khách quý, kính thưa toàn thể anh chị em doanh nhân, thì hôm nay tôi rất vinh dự được đứng lên đây nhận giải thưởng. Một cái giải thưởng rất cao quý này, thì tôi cũng làm rất nhiều doanh nghiệp, nhiều hội, và một giải thưởng này, một giải thưởng rất lớn, được tôn vinh những mặt hàng, những danh hiệu xuất sắc của Việt Nam đến không những trong nước và đến châu Á cũng như toàn bộ trên thế giới. Tôi thấy điều này là một rất vinh hạnh cho các doanh nghiệp của Việt Nam. Xin cảm ơn. Dạ, xin được trân trọng cảm ơn những chia sẻ vừa rồi đến từ kỷ lục gia Trần Văn Mười. Dạ, và kính thưa quý vị đại biểu, thưa các đại diện của các doanh nhân và doanh nghiệp, Việt Nam là một câu chuyện phát triển rất thành công và bắt đầu từ những cải cách năm 1986 kết hợp với xu hướng toàn cầu thuận lợi đã nhanh chóng giúp Việt Nam phát triển từ trong một trong những quốc gia nghèo trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình chỉ trong vòng một thế hệ. Và mặc dù năm 2021 tốc độ phát triển có chậm lại, nhưng mà với sự đoàn kết, bản lĩnh của cộng đồng doanh nghiệp và định hướng phát triển của chính phủ, thì chúng tôi tin chắc năm 2022 sẽ là một năm khởi sắc của kinh tế đất nước. Kính thưa quý vị, và để ghi nhận và động viên các doanh nghiệp tiếp tục phát huy kết quả năm 2021 và quyết tâm phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong năm 2022, chúng tôi tiếp tục trân trọng kính mời các doanh nghiệp có tên sau đây sẽ tiến lên sân khấu để nhận biểu trưng của ban tổ chức. Và chúng tôi cũng xin phép được trân trọng kính mời hai vị đại biểu. Xin được mời ông Nguyễn Quốc Trung, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp QCC Việt Nam, và tiến sĩ Nguyễn Dũng Thương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tài chính Đầu tư và Hợp tác Thương mại Đông Nam Á sẽ tiến lên sân khấu để trao chứng nhận cho các doanh nghiệp xuất sắc trong chương trình ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời hai vị đại biểu. Và chúng tôi cũng xin được mời tiến ra sân khấu đại diện của các doanh nghiệp sẽ được vinh danh trong đợt tiếp theo. Và đầu tiên, xin được mời đại diện Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Công nghệ Hoàng Long. Là đơn vị chuyên phân phối cung cấp các dòng máy tính lắp ráp thông minh cho dự án, cơ quan, tổ chức, đáp ứng mọi quy mô nhỏ vừa và lớn, đồng thời cũng là đơn vị bán lẻ máy tính uy tín trên thị trường miền Bắc. Với tầm nhìn trở thành tập đoàn đa lĩnh vực, công ty không ngừng hoàn thiện và chuyển mình lên những tầm cao mới để có nhiều đóng góp giá trị cho cộng đồng. Kính thưa quý vị, tiếp theo chúng tôi xin phép được mời đại diện của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Nam Thiên Long, là doanh nghiệp ra đời và phát triển đã gần 20 năm, xây dựng và trưởng thành với sứ mệnh cao cả là vệ sĩ Nam Thiên Long, luôn đồng hành cùng với các doanh nghiệp doanh nhân phát triển sự nghiệp an toàn, bền vững và cùng góp phần đem lại sự bình yên cho mọi người dân sinh sống trong các khu dân cư trên mọi miền Tổ quốc. Tiếp tục xin được mời đại diện Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tranh Tiền Phong Thủy xưa và nay. Được biết đến là đơn vị doanh nhân doanh nghiệp nổi tiếng cả hai miền Nam Bắc trong lĩnh vực nghiên cứu về phong thủy, cố vấn chiến lược cao cấp cho các doanh nghiệp phát triển trên cả nước, không chỉ là một doanh nhân thành đạt
mà anh còn là một nhà hoạt động xã hội tiêu biểu bằng tấm lòng nhân ái bao dung đã mang đến cho cộng đồng những đóng góp to lớn, cống hiến mùa xuân nho nhỏ của mình và mùa xuân lớn lao của mọi người. Xin được trân trọng mời lên sân khấu đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn Hầm Hô. Hines là thương hiệu yến xào cao cấp được ưa chuộng và yêu thích hiện nay thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Hầm Hô. Yến xào Hầm Hô là sản phẩm dinh dưỡng cao cấp đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng, trở thành sản phẩm tiêu dùng sức khỏe uy tín bậc nhất tại Việt Nam và phát triển ở khu vực châu Á. Và tiếp theo xin được mời đại diện công ty cổ phần Thế Kỷ. Trải qua hơn 20 năm hoạt động trên khắp các địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Tây Nguyên, miền Đông và miền Tây Nam Bộ, công ty đã thi công nhiều hạng mục cho các công trình lớn. Ngoài ra, công ty còn làm nhiều công trình đắp đập khoan giếng và tham gia ban xúc tiến dự án 2.100 cây cầu nông thôn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tiếp theo, chúng tôi xin phép được mời đại diện của công ty cổ phần tập đoàn Osakai, là doanh nghiệp kinh doanh đa ngành nghề, đa lĩnh vực, trong đó sản xuất sơn nước, bột bã và vật liệu chống thấm mang thương hiệu Osakai Pen, là một trong những lĩnh vực trọng tâm được công ty chú trọng đầu tư và phát triển. Trong những năm qua, hãng sơn Osakai Pen đã và đang nỗ lực phấn đấu để trở thành thương hiệu sơn cao cấp tại thị trường Việt Nam và thế giới. Và tiếp tục xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại quốc tế Ritado. Hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe, các sản phẩm của Ritado mang lại hiệu quả điều trị cao và nhận được sự tin tưởng của hàng triệu khách hàng trong và ngoài nước. Công ty Ritado với mục tiêu cung cấp các sản phẩm an toàn từ thảo dược thiên nhiên, giúp đẩy lùi các bệnh lý mãn tính nguy hiểm hiện nay. Xin được mời đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn Thẩm Mỹ Thiên Ân. Với thế mạnh vượt trội về làm trắng da, trị nám, giảm béo và trẻ hóa da, Thiên Ân Beauty Center sở hữu loạt công nghệ độc quyền không xâm lấn, cam kết hiệu quả ngay sau từng buổi trị liệu, là địa chỉ làm đẹp tin cậy của hơn 20 sao Việt hạng A và hơn 4.000 doanh nhân và chính khách. Và tiếp theo xin được mời đại diện công ty cổ phần tập đoàn công nghệ kỹ thuật số Vbook Việt Nam. Là một công ty công nghệ nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp và người dân chuyển đổi số, theo quyết định 749 và 942 của chính phủ, sau nhiều năm nghiên cứu và phát triển, Vbook Group đã cho ra nền tảng mạng xã hội kinh doanh Vbook Made in Việt Nam, có thể nói là nền tảng hỗ trợ toàn dân chuyển đổi số với tích hợp sự đa tính đa dạng xã hội. Kính thưa quý vị, tiếp theo chúng tôi xin phép được mời đại diện của công ty cổ phần trường quốc tế Bonfish Singapore, là đối tác chiến lược tại Việt Nam của Bonfish toàn cầu, cung cấp chương trình học Bonfish tại Việt Nam. Bonfish là nền tảng tiếng Anh trẻ em trực tuyến lớn nhất thế giới hiện nay, với hơn 60 triệu trẻ em sử dụng trên khắp thế giới. Bonfish cung cấp việc học Anh văn toàn diện với hai chương trình song song đi kèm. Và tiếp theo xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn nhà đất Nhân Mười. Doanh Nhân Mười là một người con của xứ Thanh, ông có rất nhiều hoạt động đóng góp cho quê hương cũng như cộng đồng. Ông đã được nhiều tỉnh thành trao tặng nhiều bằng khen, ghi nhận những đóng góp của ông cho cộng đồng. Công ty Nhân Mười dưới sự dẫn dắt của ông, kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản luôn có uy tín cao trong ngành. Ông đã và đang trở thành người khơi nguồn cho những đam mê sáng tạo của thế hệ trẻ. Tiếp theo, chúng tôi xin phép được mời đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn Thẩm Mỹ Viện Trang Mi Spa. Thẩm Mỹ Viện Trang Mi Spa là một trong những địa chỉ uy tín trong ngành làm đẹp, điều trị da chuyên sâu nổi tiếng. Trang Mi Spa được thành lập bởi tâm huyết trăn trở bởi founder Nguyễn Thị Diễm My về làm đẹp an toàn, hiệu quả, hạn chế các rủi ro đến với các khách hàng yêu cái đẹp và làm đẹp bản thân để đẹp là thành công và hạnh phúc. Và tiếp theo xin được mời đại diện công ty cổ phần G24 Việt Nam. Sản phẩm được chuyển giao bởi công nghệ sản xuất khép kín hiện đại từ Hàn Quốc với những thành phần vượt trội như glutathione, collagen, sản phẩm giúp khách hàng giảm tình trạng mất ngủ, giảm nám, sạm, tàn nhang và đặc biệt giúp chị em phụ nữ cân bằng nội tiết, tìm lại vẻ đẹp thanh xuân. Kính thưa quý vị, tiếp theo chúng tôi xin phép được mời đại diện của công ty cổ phần tập đoàn Vianco. Vianco Lighting trực thuộc công ty cổ phần tập đoàn Vianco được thành lập từ năm 2004 với tiền thân là một doanh nghiệp sản xuất bóng đèn và các thiết bị điện. Từ một nhà máy chỉ rộng vài trăm mét vuông với 30 nhân sự, sau hơn 17 năm xây dựng và phát triển, tới nay quy mô nhà máy và nhân sự của Vianco đã gấp 10 lần và trở thành một trong những doanh nghiệp uy tín hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất thiết bị chiếu sáng, thiết bị điện. Tiếp theo xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hàng Thịnh. Vươn tới thành công là khi ta phá vỡ vùng an toàn của chính mình. Đó là cách nữ doanh nhân Vũ Thị Hằng đã bắt đầu với lĩnh vực sản xuất và cung cấp ván lạng hơn 12 năm trước, trở thành nhà cung cấp ván lạng cho ngành trang trí nội ngoại thất đầu tiên tại Việt Nam. Ngoài các mặt hàng như ván lạng và nguyên liệu gỗ, công ty trách nhiệm hữu hạn Hằng Thịnh còn cung cấp đa dạng các loại nguyên liệu mới dành cho ngành trang trí nội thất tân cổ điển. Xin được mời đại diện công ty cổ phần dược mỹ phẩm Hani.
Công ty hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu và gia công mỹ phẩm độc quyền trọn gói uy tín hàng đầu tại Việt Nam, Honey Comestic, với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, nhà máy đạt chuẩn GMP với thành phần 100% thiên nhiên an toàn, giúp khách hàng xây dựng được thương hiệu mỹ phẩm riêng thành công. Và xin được chúc mừng cho công ty Honey và cũng xin được mời ông Nguyễn Quốc Trung và tiến sĩ Nguyễn Dung Thương sẽ cùng lui về sau để chúng ta chụp hình lưu niệm với các doanh nghiệp đã được vinh danh trong đợt này tại chương trình thương hiệu nhãn hiệu xuất sắc châu Á Thái Bình Dương năm 2022. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt được không ạ? À? Kính thưa quý vị, ngay bây giờ đây chúng tôi xin phép được mời toàn thể quý doanh nhân doanh nghiệp, chúng ta sẽ quay trở về vị trí danh dự của mình và xin được cảm ơn hai vị đại biểu. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ đây chúng tôi xin phép một lần nữa được mời sự quay trở lại của hai vị đại biểu của chúng ta ngày hôm nay, đó là ông Nguyễn Quốc Trung, Chủ tịch Hội Doanh nhân Doanh nghiệp VCC Việt Nam và tiến sĩ Nguyễn Dũng Thương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tài chính Đầu tư và Hợp tác Thương mại Đông Nam Á sẽ quay trở lại sân khấu để chúng ta tiếp tục đến với phần trao giải tiếp theo cho các doanh nghiệp doanh nhân xuất sắc. Một lần nữa thì xin mời hai vị đại biểu. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời các vị đại diện của các doanh nghiệp cũng như các doanh nhân được vinh danh trong đợt tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng tiến ra sân khấu để nhận biểu trưng từ ban tổ chức. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng tôi xin phép được mời đại diện của các doanh nghiệp sau đây. Xin được mời đại diện Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nông nghiệp Xanh Việt Nam, là đơn vị sản xuất phân bón uy tín nhiều năm. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nông nghiệp Xanh mang đến các dòng sản phẩm phân bón chất lượng cao, an toàn và hiệu quả cao cho cây trồng. Sản phẩm đã đạt được giải thưởng cao trong và ngoài nước. Kính thưa quý vị, và tiếp theo chúng tôi xin phép được mời đại diện của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Mỹ phẩm On YX. Kính thưa quý vị, là công ty hợp tác với công ty Hàn Quốc 100% về chất lượng, thành lập được 4 năm, tuy mất hơn 2 năm đại dịch nhưng công ty đã vượt qua được khó khăn, chính là nhờ vào uy tín và chất lượng mà đứng vững đến ngày hôm nay. Điều đặc biệt của công ty chính là đang kinh doanh 8 sản phẩm chỉ dành cho làn da trên gương mặt, và tháng 10 một này đã ra mắt thêm 3 sản phẩm cũng chỉ phục vụ cho làn da không tuổi trên gương mặt của chúng ta. Và tiếp theo xin được mời đại diện Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thực phẩm Abel Food, là đơn vị chế biến thực phẩm lâu năm và có uy tín tại thành phố Hồ Chí Minh. Heo quay Abel Food đã nâng tầm ẩm thực cho món heo quay thành đặc sản vùng miền. Thực phẩm của Abel Food không chỉ ngon, chất lượng, an toàn thực phẩm mà còn tốt cho sức khỏe người tiêu dùng và trở thành một món ăn không thể thiếu của mọi nhà. Xin phép được mời đại diện của Công ty Cổ phần Nhà đẹp Tân Mỹ. Xin được chúc mừng cho Công ty Cổ phần Thiết kế Nhà đẹp Tân Mỹ, công ty hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh tư vấn xây dựng kiến trúc nhà ở, thiết kế căn biệt thự liền kề, thi công xây dựng chương trình dưới sự lãnh đạo của doanh nhân trẻ cùng đội ngũ nhân dân giàu kinh nghiệm và đầy tâm huyết. Nhà đẹp Tân Mỹ thiết kế thi công nội thất, nhà phố, biệt thự, nhà xưởng, các công trình xây dựng cảnh quan sân vườn. Và tiếp theo xin được mời đại diện Công ty Cổ phần Huy Hoàng Logistics Việt Nam, được thành lập từ ngày 20 tháng 4 năm 2015 với chức năng hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải, chi tiết gửi hàng, sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường sắt, đường bộ, đường biển, giao nhận hàng hóa, thu phát các chứng từ vận tải và vận đơn, hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan, môi giới thuê tàu biển và các hoạt động liên quan khác như bao hàng hóa nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển. Xin phép được mời đại diện của thương hiệu Hoa Sơn Bilax Club. Kính thưa quý vị, đối với thương hiệu Hoa Sơn Bilax Club được đầu tư 1.000 m², trang trí tỉ mỉ, sang trọng, lộng lẫy, ngay cả việc chấm điểm cũng được đầu tư hệ thống điện tử chuyên nghiệp, hàng ngũ nhân viên trẻ trung xinh đẹp, trên 100 nhân viên sẵn sàng phục vụ cho quý khách. Và tiếp tục xin được mời đại diện Công ty Cổ phần Thương mại Việt Thái, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại từ Italy, với mục tiêu trở thành địa chỉ uy tín hàng đầu trong ngành nhập khẩu, phân phối và bán lẻ mỹ phẩm làm đẹp tại Thái Lan, của Thái Lan tại Việt Nam, và nguyện vọng mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng, giá thành phù hợp với mọi tầng lớp. Tiếp theo, chúng tôi xin phép được mời đại diện Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Thương mại Dịch vụ Rượu PK Tuấn. Với hơn 5 năm nghiên cứu và phát triển đã cho ra đời dòng sản phẩm cao cấp rượu thảo dược Parker Tuấn, tiên phong trong lĩnh vực sản xuất rượu gia truyền. Parker Tuấn đã đột phá, đưa sản phẩm lên một tầm cao mới. Sản phẩm là sự lựa chọn số 1 cho các sự kiện hội thảo doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.
Và tiếp tục xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư kinh doanh bất động sản Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh Lên nỗ lực không ngừng trong mọi hoàn cảnh để khẳng định và nâng cao vị thế của mình trên thị trường bất động sản Việt Nam, giữ vững niềm tin trong tâm trí khách hàng và đối tác với phương châm uy tín, chất lượng, hiệu quả là những yếu tố hàng đầu mà công ty luôn hướng tới trong quá trình phát triển. Xin phép được mời đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên năng lượng TNS. Công ty chuyên nhập khẩu sản xuất lắp ráp đèn năng lượng mặt trời, đèn LED công nghiệp, đèn đường, đèn xưởng với hai thương hiệu TNS và Maxlus. Chúng tôi mong muốn cùng với quý khách hàng tạo dựng những sản phẩm đa dạng các chất liệu kết cấu phù hợp với nhu cầu sử dụng, vừa mang tính thẩm mỹ, vừa mang tính an toàn và hiệu quả kinh tế cao. Tiếp tục xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ IIB, chuyên cung cấp các dòng sản phẩm cửa và nội thất cao cấp với phương châm hàng đầu dành cho mỗi căn nhà là hiện đại, tinh tế và đơn giản, giúp khách hàng được sống trong một môi trường mang lại sự thoải mái và ấm cúng nhất, với mong ước mang đến những gì tốt đẹp nhất dành cho mọi căn nhà. Kính thưa quý vị, tiếp theo chúng tôi xin phép được mời đại diện của công ty cổ phần giáo dục Tính Tâm An, là một đơn vị giáo dục với mô hình giáo dục sáng tạo đổi mới với hệ thống tiếng Anh theo nhóm tại quán cà phê, hệ thống tiếng Anh online 1:1 với tiêu chí người Việt giúp người Việt nói tiếng Anh với phương châm giá tốt, chất lượng, linh động, toàn dân. Và tiếp theo xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ City Group, là doanh nghiệp tiên phong đi đầu trong công cuộc đưa sản phẩm thời trang công nghệ Nhật Bản về Việt Nam. City Group phân phối dòng sản phẩm áo điều hòa, áo sưởi ấm mang thương hiệu Kenko tại Việt Nam từ năm 2017. Với tiêu chí lấy người tiêu dùng là trung tâm để phát triển, sứ mệnh của Kenko là mang tới người tiêu dùng những sản phẩm tiên tiến nâng cao sức khỏe. Tiếp theo chúng tôi xin phép được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn phân bón Thành Tâm, là đơn vị chuyên sản xuất phân bón hữu cơ bằng công nghệ sinh học tiên tiến của Việt Nam. Thương hiệu phân bón hữu cơ Thành Tâm được biết đến trên khắp cả nước với nhãn hiệu nổi tiếng bông lúa triệu hạt, biểu tượng cho sự thắng lợi, thịnh vượng và may mắn của nhà nông. Đến với chúng tôi, quý khách hàng không chỉ yên tâm về chất lượng của sản phẩm mà còn cảm nhận sự chân thành, tin cậy và tâm huyết nhất. Và tiếp theo xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Titilin Center. Titilin Platinum là hệ thống thẩm mỹ viện tiêu chuẩn 5 sao hàng đầu tại Việt Nam. Với phương châm phục vụ khách hàng từ tâm, Titilin Platinum mang đến hàng trăm giải pháp làm đẹp chất lượng quốc tế, mang lại trải nghiệm hài lòng vượt trội hơn cả sự mong đợi cho các hàng nghìn khách hàng trong và ngoài nước. Tiếp theo, chúng tôi xin phép được mời đại diện của doanh nghiệp tư nhân VFast. Sản phẩm dép VFast là sản phẩm tiêu dùng ưa chuộng của người dân trong khu vực phía Nam và trên toàn quốc. Với mẫu mã đa dạng, giá thành cạnh tranh, sản phẩm đã đạt được nhiều giải thưởng trong và ngoài nước. Và xin được mời hai vị đại biểu sẽ cùng lui về sau để chúng ta chụp hình lưu niệm với các doanh nghiệp đã xuất sắc được vinh danh trong chương trình Thương hiệu nhãn hiệu xuất sắc châu Á Thái Bình Dương năm 2022. Và một lần nữa chúng ta cùng dành một tràng thật lớn để chúc mừng cho các doanh nghiệp. Dạ, và xin được trân trọng cảm ơn hai vị đại biểu cũng như tất cả các đại diện của các doanh nghiệp. Kính thưa quý vị, và trong đợt vinh danh tiếp theo, chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Vương Đức Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Công tác Phía Nam Bộ Khoa học và Công nghệ, cùng với ông Phạm Văn Thọ, Giám đốc chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Công nghệ chống hàng giả Việt Nam sẽ lên sân khấu để trao biểu trưng cho các doanh nghiệp. Và chúng tôi cũng xin được mời đại diện các doanh nghiệp có tên sau đây, chúng ta sẽ cùng tiến ra sân khấu để được vinh danh trong chương trình hôm nay. Và xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công nghệ sau thu hoạch Dương Xuân Quả, chuyên hoạt động trong hai lĩnh vực sản xuất và lắp đặt lò sấy nông sản với hệ thống cánh quạt siêu tiết kiệm điện năng và lò đốt tiết kiệm nhiên liệu đốt, sấy được nhiều loại nông sản như lúa, bắp, cà phê. Với hơn 10 năm hoạt động, ông Dương Xuân Quả đã đạt nhiều bằng khen của các cơ quan ban ngành. Kính thưa quý vị, và tiếp theo chúng tôi xin phép được mời đại diện của Hợp tác xã Thương mại Nông nghiệp Hữu cơ Công nghệ cao Đắk Nông, là đơn vị uy tín của tỉnh Đắk Nông trong việc phát triển dược liệu, các sản phẩm nông sản chất lượng cao. Hợp tác xã Thương mại Nông nghiệp Hữu cơ Công nghệ cao Đắk Nông luôn phát triển bền vững, góp phần phát triển kinh tế địa phương. Tiếp theo xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại và may mặc Titina, là công ty chuyên may mặc và thiết kế đồng phục hàng đầu hiện nay, chuyên cung cấp dòng đồng phục áo dài cho cô giáo và nhân viên ngân hàng, tiếp viên hàng không, đặc biệt chuyên sản xuất may mặc theo đơn đặt hàng, sản xuất trọn gói từ nguyên liệu đến may in thêu, hoàn thiện sản phẩm may mặc với phương châm chất lượng là vàng, khách hàng là thượng đế.
Kính thưa quý vị, tiếp theo chúng tôi xin phép được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ cao Đạt Thành trà túi lọc cà Galeo Nha Trang là thương hiệu của công ty công nghệ cao Đạt Thành, được sản xuất từ nguyên liệu trồng và chăm sóc tỉ mỉ tại vùng Bán Sơn Địa. Và tiếp theo xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thiết kế xây dựng Gia Hoàng. Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thiết kế xây dựng Gia Hoàng tọa lạc tại số 115 đường Nguyễn Văn Linh, tổ 6, ấp Núi Đất, xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, là một trong những đơn vị tiêu biểu xuất sắc trong lĩnh vực tư vấn thiết kế xây dựng với phương châm thành tín là vàng, khách hàng là thành viên. Tiếp theo xin được mời đại diện thương hiệu Medusa Tattoo Club. Với tiêu chí chất lượng làm nên thương hiệu, Medusa Tattoo luôn tạo ra những hình phong cách Á Âu được đông đảo khách hàng, nhất là giới trẻ ưa chuộng. Medusa Tattoo là nơi đào tạo nghề cho các bạn trẻ, giúp cho học viện nuôi dưỡng những đam mê, phát triển ngành nghề lâu dài. Medusa Tattoo uy tín và luôn đặt chữ tâm lên hàng đầu. Chúng tôi xin phép được mời đại diện công ty cổ phần thảo dược Hoàng Ngọc. Tiếp theo, chúng tôi xin phép được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ mỹ phẩm Ngọc Trang. Là một doanh nghiệp còn trẻ nên mỹ phẩm Ngọc Trang đặt ra cho mình mục tiêu phấn đấu để nỗ lực có mặt trong cộng đồng doanh nghiệp mỹ phẩm Việt Nam với các dòng sản phẩm chất lượng tốt. Khơi nguồn từ ngọn lửa đam mê mỹ phẩm, Ngọc Trang hy vọng mang đến những mẫu mã độc lạ để thu hút thị hiếu người tiêu dùng. Những hình ảnh thương hiệu gần gũi với mong muốn đưa thương hiệu đến gần với khách hàng hơn để mỗi sản phẩm xứng đáng được khách hàng tin tưởng và hài lòng. Xin phép được mời đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn Nem Nướng Hai Nhất. Là doanh nghiệp có kinh nghiệm lâu năm trong sản xuất và kinh doanh mặt bằng nem nướng với nguồn nguyên liệu sạch và nhà xưởng đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, các sản phẩm làm ra luôn được khách hàng tin tưởng sử dụng, đánh giá cao về chất lượng. Và tiếp theo xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất Lá Việt. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, nhà thuốc gia truyền vẫn luôn tự hào được đóng góp một phần bé nhỏ trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Để phát huy vốn quý giá y học cổ truyền và thể theo nguyện vọng của các quý khách hàng, xin được trân trọng giới thiệu truyền thống yêu nghề, yêu nước và hành trình tôn vinh Nam Y Việt Nam vương tầm thế giới. Công ty Lá Việt tự hào với các dòng sản phẩm như Thống Phong, Tiêu Phong, Giáo Phong. Xin được mời đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn tiếp vận Cam Ranh. Công ty trách nhiệm hữu hạn tiếp vận Cam Ranh Logistics được thành lập với quyết tâm đưa dịch vụ Logistics chuyên nghiệp đến với các doanh nghiệp xuất khẩu, cũng như hỗ trợ về mặt pháp lý và chứng từ cho các doanh nghiệp để đạt được lợi nhuận tối ưu cả về chi phí và thời gian. Với kinh nghiệm và mục tiêu đề ra, Cam Ranh Logistics hoàn toàn tin tưởng và cam kết mang lại một chất lượng dịch vụ tốt nhất. Thời gian là vàng, uy tín là sứ mệnh. Tiếp theo xin được mời đại diện thương hiệu Hoa Sơn Koi Coffee. Dù mới được thành lập năm 2022, hiện tại đang là một cái tên nổi tiếng với giới trẻ thành phố Hồ Chí Minh, thường xuyên được các bạn trẻ tới check-in và thưởng thức những ly cà phê chất lượng, đồ uống đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, sử dụng nguyên liệu đạt chuẩn, không gian quán được thiết kế mang lại cho khách sự sống động và trẻ trung với số lượng cá koi hàng ngàn con. Mặc dù hiện tại mô hình cà phê cá koi không còn quá mới mẻ, nhưng những năm trước đây, nhưng Hoa Sơn Koi Coffee mang một nét đặc trưng riêng, mọi không gian thoáng đãng nên thơ, lít đồ uống ngọt ngào say đắm. Hoa Sơn Koi Coffee xứng đáng là điểm đến chất lượng, dẫn đến những... Xin được mời đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế nội thất Đề Co Thành Công. Công ty thiết kế nội thất Đề Co Thành Công được biết đến là nhà cung cấp dịch vụ thiết kế nội thất uy tín chuyên nghiệp hàng đầu tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Đề Co Thành Công chuyên thi công sản xuất các công trình với phương châm làm việc uy tín cùng đội ngũ nhân viên thiết kế chuyên nghiệp, đem lại cho khách hàng không gian mang phong cách chuyên biệt, sang trọng và đẳng cấp. Và tiếp theo xin được mời đại diện thương hiệu iContinental Diffuser. Với thương hiệu iContinental Diffuser đã và đang trở thành thương hiệu tin dùng của đông đảo khách hàng trên cả nước với các dòng sản phẩm thực phẩm gia dụng, đặc biệt với hãng nước hoa xe hơi, iContinental Diffuser đã được đón nhận của khách hàng tin dùng. Đơn vị kinh doanh dựa trên xây dựng thương hiệu và các dịch vụ dùng các tiêu chí song song giữa an toàn và cao cấp. Xin được mời đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại tổng hợp Hậu Nhật. Hiện nay công ty đang sản xuất và kinh doanh nước uống đóng chai, quy trình sản xuất đáp ứng các tiêu chí khắt khe về an toàn vệ sinh thực phẩm. Hãy đến với Hậu Nhật để được uống những chai nước tinh khiết và tốt cho sức khỏe. Và tiếp theo xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại tổng hợp Hatti One. Xin được chúc mừng công ty sản xuất thương mại tổng hợp Hatti One Group trải qua nhiều năm hình thành và phát triển, thương hiệu đã và đang ngày càng tiếp cận với nhiều người, gây dựng vị thế và sự uy tín của mình bằng những sản phẩm chất lượng với châm ngôn uy tín tạo thương hiệu. Chúng tôi xin phép được mời hai vị đại biểu sẽ cùng chụp chung một tấm hình lưu niệm với tất cả các doanh nghiệp xuất sắc nhận được giải thương hiệu nhãn hiệu xuất sắc châu Á Thái Bình Dương năm 2022.
Và kính thưa quý vị, ngay bây giờ xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để chúc mừng cho các doanh nghiệp xuất sắc của chúng ta. Xin được trân trọng cảm ơn các đại diện của các doanh nghiệp. Và xin được trân trọng cảm ơn ông Vương Đức Tuấn và ông Phạm Văn Thọ. Kính thưa quý vị, trong năm 2021, thuật ngữ về chuyển đổi số áp dụng công nghệ mới trong cách mạng công nghệ 4.0 được quan tâm hơn bao giờ hết. Và chuyển đổi số là một trong những mục tiêu được quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp công nghệ tại Việt Nam. Chính phủ Việt Nam cũng đặc biệt quan tâm đến vấn đề chuyển đổi số trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và đã giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng đề án chuyển đổi số quốc gia và đề án cho Thủ tướng ngay từ năm 2019. Kính thưa quý vị, những lợi ích dễ nhận biết nhất của chuyển đổi số đối với doanh nghiệp đó là cắt giảm chi phí vận hành, tiếp cận được nhiều khách hàng hơn trong thời gian dài hơn, lãnh đạo ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn nhờ hệ thống báo cáo thông suốt kịp thời, tối ưu hóa được năng suất làm việc của nhân viên. Kính thưa quý vị, và những điều này cũng giúp tăng hiệu quả hoạt động và tính cạnh tranh của tổ chức doanh nghiệp được nâng cao, và mục đích cuối cùng mà các doanh nghiệp chuyển đổi số hướng đến bao gồm tăng tốc độ ra thị trường, tăng cường vị trí cạnh tranh trên thị trường, thúc đẩy tăng trưởng doanh thu, tăng năng suất của nhân viên, mở rộng khả năng thu hút và giữ chân khách hàng. Và để tiếp tục chương trình là nội dung trao tặng biểu trưng cho các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trên cả nước nhằm động viên cũng như ghi nhận thành quả, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời các doanh nghiệp có tên sau đây sẽ tiến lên sân khấu. Và trước tiên xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Đức Thịnh, trưởng văn phòng đại diện phía Nam Viện Nghiên cứu Doanh nghiệp vừa và nhỏ, và ông Bùi Đình Tuyên, giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam sẽ lên sân khấu để trao biểu trưng cho các doanh nghiệp tiêu biểu. Xin được trân trọng kính mời hai vị. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây chúng tôi xin phép được mời đại diện của các doanh nghiệp sẽ tiến lên sân khấu để nhận biểu trưng của chương trình. Xin phép được mời đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn TH Comestic, với tiêu chí đưa đến giá trị vàng giúp chăm sóc sắc đẹp cho phụ nữ Việt, với hệ thống nhà máy sản xuất đạt chuẩn GMP đã mang đến thị trường rất nhiều các dòng sản phẩm chất lượng, trong đó phải kể đến các sản phẩm mang thương hiệu TH Helila Skin đã và đang phát triển trong suốt những năm vừa qua. Và tiếp tục xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và định giá Khang Việt, là thành viên của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, với phạm vi hoạt động trên toàn quốc về lĩnh vực kiểm toán, kế toán, tư vấn tài chính, quản lý, và với các kiểm toán viên đã được Bộ Tài chính cấp bằng hành nghề kiểm toán, cùng với đội ngũ nhân viên năng động có trình chuyên môn cao, công ty luôn tự hào và tin tưởng vào khả năng cung cấp của các dịch vụ tư vấn phù hợp với nhu cầu của quý công ty. Kính thưa quý vị, tiếp theo chúng tôi xin phép được mời đại diện của Trung tâm Tư vấn Du học Trung Quốc và Đào tạo Tiếng Trung, công ty cổ phần Hoa ngữ quốc tế QTEU, với tôn chỉ vì cộng đồng. Công ty luôn có rất nhiều hoạt động vì cộng đồng học viên, hội thảo du học miễn phí, lớp học tiếng Trung miễn phí, ôn thi HSK miễn phí, thi HSK miễn phí, học bổng đào tạo giáo viên miễn phí, trại đông trại hè, nhịp cầu Hán ngữ, với hệ sinh thái toàn diện gồm đào tạo tiếng Trung chất lượng cao, có nơi ăn ở cho học viên ở xa, hệ thống thi thử HSK, hiệu sách tiếng Trung, hội thảo du học Trung Quốc, tham quan các trường đại học, tư vấn hỗ trợ du học, đưa học viên tới tận trường đại học, hướng dẫn sinh hoạt và học tập, giúp đỡ định hướng giới thiệu việc làm hỗ trợ miễn phí suốt quá trình học viên học tập sau khi đỗ. Và tiếp tục xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn y tế Minh Khai, được đánh giá là địa chỉ uy tín hoạt động với hai chuyên khoa chính về bệnh lý phụ khoa và sản khoa. Phòng khám Minh Khai sở hữu cơ sở vật chất hiện đại, môi trường y tế đạt chuẩn quốc tế, đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm chuyên môn cao đến từ các bệnh viện lớn. Đến với Minh Khai, phụ nữ sẽ được đáp ứng mọi vấn đề liên quan đến sức khỏe. Tiếp theo, chúng tôi xin phép được mời đại diện của thương hiệu Uyên Trùm. Xin phép được mời và chúc mừng đại diện của thương hiệu Uyên Trùm có trụ sở tại 91 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Với niềm đam mê về bánh kem rau câu nghệ thuật, thực phẩm sạch dinh dưỡng và đôi bàn tay vô cùng khéo léo, công ty đã xây dựng được thương hiệu Uyên Trùm với các sản phẩm bánh rau câu nghệ thuật, sản phẩm ăn uống vặt dinh dưỡng và dạy nghề bánh kinh doanh tại nhà cho hàng ngàn chị em khởi nghiệp. Và tiếp theo xin được mời đại diện trường dạy nghề cắt may Dũng Thuyên, được biết đến là một trong những cơ sở đào tạo nghề cắt may uy tín trên cả nước, trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển. Trường dạy nghề cắt may Dũng Thuyên đã vinh dự được chọn là một trong những trường dạy nghề cắt may hàng đầu trong cả nước. Bên cạnh việc đào tạo, trường cũng phát triển mảng thiết kế sản xuất thời trang với thương hiệu Shywood Fashion. Xin phép được mời đại diện của Tranh Gạch Đức Tiến. Tranh Gạch Đức Tiến chuyên sản xuất sản phẩm gạch tranh, gạch trang trí, điêu khắc, kính kim với dây chuyền công nghệ hiện đại cùng với đội ngũ nhân viên tay nghề cao. Đức Tiến cam kết luôn mang lại sản phẩm tốt nhất, giá cả hợp lý cho tất cả quý khách hàng. Và tiếp tục xin được mời đại diện công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Thắng Lợi Toàn Cầu,
Sau 10 năm hình thành và phát triển, công ty đã đạt được những thành công nhất định cho hoạt động kinh doanh của mình. Sự chuyên nghiệp, tự tin, chính xác, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, trung thành và kỷ luật của đội ngũ nhân viên bảo vệ là phương châm chính trong hoạt động của công ty. Tiếp theo, chúng tôi xin phép được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Ba Con Gấu. Với sự đầu tư về cơ sở vật chất kèm nhân sự được đào tạo bài bản, Gấu Best Bar và Hotel luôn chú trọng vào chất lượng phục vụ chăm sóc sức khỏe làm đẹp cho thú cưng, kết hợp với công việc cứu hộ từ thiện, đơn vị là điểm đến uy tín cho các chú thú cưng trong cả nước. Tiếp tục xin được mời đại diện doanh nghiệp tư nhân gà ủ muối Hồng Phú. Với kinh nghiệm nhiều năm trong việc chế biến, lựa chọn nguyên liệu, gà ủ muối Hồng Phú là sản phẩm chất lượng, an toàn vệ sinh, giá thành cạnh tranh, nâng cao đời sống bữa ăn của mọi gia đình Việt. Kính thưa quý vị, tiếp theo chúng tôi xin phép được mời đại diện của công ty cổ phần Smiley Việt Nam với mục tiêu trở thành nhãn hiệu chăm sóc sức khỏe răng miệng tại nhà số 1 Đông Nam Á. Năm 2019, Smiley vinh dự nhận nhiều giải thưởng trong và ngoài nước. Hiện nay công ty không ngừng nỗ lực phát triển đa dạng hóa các sản phẩm nhằm phục vụ khách hàng chăm sóc sức khỏe răng miệng tại nhà và nhận được rất nhiều phản hồi tích cực. Tiếp tục xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp công nghệ 5G. Được thành lập từ năm 2010 với lĩnh vực hoạt động là cung cấp các phần mềm, giải pháp công nghệ cho tất cả doanh nghiệp trong việc quản lý doanh nghiệp khách hàng. Với xu thế số hóa trên toàn cầu, F5 Seconds cho ra đời giải pháp Ecosystem Loyalty App để chuyển sang số hóa việc chăm sóc khách hàng với đội ngũ nhân viên là các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực. Xin được mời đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Logistics SK. Được thành lập bởi những lãnh đạo có tâm huyết về lĩnh vực Logistics, kể từ khi thành lập, SK Logistics đã phát triển không ngừng để nâng cao chất lượng dịch vụ, từ đó trở thành nơi cung cấp dịch vụ tin cậy của nhiều khách hàng trên cả nước. Là một công ty trẻ về tuổi đời, song nhờ phát triển tối đa về niềm lực, từng cá nhân nòng cốt, đồng thời có chiến lược phát triển bền vững đã giúp SK Logistics ghi nhận được dấu bước vững chắc trên thị trường. Và tiếp tục xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Hợp Tiến Phát, là đơn vị sản xuất và cung cấp các sản phẩm rượu Made in Việt Nam, sản xuất theo quy trình đạt chuẩn ISO 9001-2015, được lên men tự nhiên từ các loại hoa của trái cây theo mùa vụ được trồng tại các địa phương nổi tiếng của Việt Nam như vải, mận, bưởi, sơn trà. Tiếp theo, chúng tôi xin phép được mời đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn thuốc thú y thủy sản Việt Ấn. Công ty trách nhiệm hữu hạn thuốc thú y thủy sản Việt Ấn chuyên phân phối sản phẩm chất lượng hiệu quả tốt nhất và chi phí hợp lý nhất cho quý khách hàng, hướng tới sự phát triển bền vững của ngành nuôi trồng thủy sản bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường thông qua các phương pháp an toàn sinh học và công nghệ sinh học. Và tiếp tục xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Vương Thành Công. Trong nhiều năm qua, sản phẩm cà phê của công ty với thương hiệu Coffee Vương Thành Công là nông sản đạt chất lượng cao của Đắk Lắk. Với sự đầu tư về thiết bị chế biến, hương vị, mẫu mã bao bì đã giúp sản phẩm giành nhiều tình cảm của người ưa chuộng cà phê trên cả nước. Xin được mời đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn Omruma. Thương hiệu Omi được phân phối độc quyền bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Omruma chuyên các dòng sản phẩm như xịt khử mùi Omi, nước hoa nam Omi, nước hoa nữ Omi do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cấp phép và ban hành. Và xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Đức Thịnh cùng với ông Bùi Đình Tuyên sẽ chụp hình lưu niệm với các doanh nghiệp đã được vinh danh trong đợt vừa rồi. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt được không ạ? Xin được cảm ơn các đại diện của các doanh nghiệp và xin được mời ông Nguyễn Đức Thịnh cùng với ông Bùi Đình Tuyên sẽ tiếp tục nắn lại sân khấu để chúng ta sẽ vinh danh cho các doanh nghiệp trong đợt tiếp theo. Kính thưa quý vị, và tiếp theo chúng tôi xin phép được mời đại diện của công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Organic. Cam kết mang đến cho cộng đồng nguồn dinh dưỡng tốt nhất, sản phẩm chất lượng cao phục vụ nhu cầu thiết yếu hàng ngày của con người, trở thành niềm tự hào của thương hiệu Việt Organic, luôn đề cao việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người sử dụng, tạo ra những sản phẩm sạch nhất cho thị trường. Và tiếp tục xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Queenness Việt Nam. Với ý tưởng sẽ trở thành một trong số những công ty nổi tiếng, những công ty hàng đầu về sản xuất yến xào, mang lại cho khách hàng dịch vụ tốt nhất trên thị trường hiện nay. Bên cạnh đó, công ty vẫn luôn hoàn thiện cải tiến hàng ngày để phù hợp hơn với khách hàng, với phương châm sức khỏe của khách hàng như sức khỏe của chính mình. Tiếp theo, chúng tôi xin phép được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại quốc tế SK, là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực sản xuất thiết bị nhà bếp cho nhà hàng, quán ăn, khách sạn,
Với đội ngũ nhân công lành nghề và hệ thống thiết bị tiên tiến, chúng tôi luôn nỗ lực cố gắng để mang lại cho quý khách hàng một trải nghiệm tuyệt vời với phương châm tính tận tâm. Và tiếp tục xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Eco Eco, khát khao mang đến những sản phẩm an toàn cho người sử dụng, thân thiện với môi trường. Và xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Nhiên, là thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc. Kính thưa quý vị, và chúng tôi xin phép hiện diện trên sân khấu lúc này đó là đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Eco Eco, khát khao mang đến những sản phẩm an toàn cho người sử dụng, thân thiện với môi trường và hạn chế rác thải nhựa. Vì vậy Eco Eco chọn ống hút tre là sản phẩm chủ đạo của mình. Và tiếp tục xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Nhiên, là thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc cơ thể dành riêng cho nam giới, chiết xuất thiên nhiên, đang được ưa chuộng trên thị trường. Sản phẩm chăm sóc cơ thể nam giới Hakinika được nghiên cứu, phát triển và sản xuất theo chuẩn GMP, đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng của Bộ Y tế với chiết xuất thiên nhiên. Xin được mời đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Sumi Korea, công ty chuyên chăm sóc sức khỏe và làm đẹp, hiện đang cung cấp các dòng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng Hàn Quốc chất lượng cao. Sumi Korea hoạt động với tiêu chí mang đến lợi ích tối đa cho khách hàng, lấy chữ tín làm tiền đề để phát triển. Và tiếp tục xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật dừa. Hiện tại Cocotec tập trung sản xuất dòng sản phẩm cơm dừa nạo sấy. Định hướng trong năm 2022, Cocotec sẽ mở rộng thêm một số sản phẩm như dầu dừa tinh khiết, nước màu dừa với phương châm hoạt động, sản xuất xanh, chất lượng vàng. Cocotec xác định cho mình con đường kinh doanh đi đôi với việc phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Xin phép được mời đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Cao Đại Tính. Các dịch vụ tư vấn của chúng tôi bao gồm tư vấn kiểm toán, kế toán. Kính thưa quý vị, và tiếp theo chúng tôi xin phép được mời đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Đồng Vạn Phát. Là một trong những công ty có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp các thành phẩm tư nhân. Và tiếp theo xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Melissa Beauty. Melissa Beauty, Melissa Makeup Việt hóa Thiên Nga không ngừng sáng tạo, không ngừng phát triển và luôn đồng hành cùng với tất cả các khách hàng trong mỗi bước đi. Melissa luôn tự hào đồng hành cùng với các chị em phụ nữ trong lĩnh vực làm đẹp. Và một lần nữa xin được chúc mừng cho công ty trách nhiệm hữu hạn Melissa Beauty. Kính thưa quý vị, và tiếp theo chúng tôi xin phép được mời đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Hana. Sau 12 năm hoạt động với 16 cửa hàng trải dài trên khắp các tỉnh thành, thương hiệu đông trùng hạ thảo Hana được người tiêu dùng biết tới với tiêu chí sạch, nói không với chất bảo quản hóa học. Nhờ vào máy móc sản xuất hiện đại và áp dụng công nghệ sấy thăng hoa, càng cho ra những sản phẩm đẹp mắt, không bị biến dạng, luôn giữ được tối đa chất dinh dưỡng. Và tiếp tục xin được mời đại diện cơ sở đào tạo nghề 22. Thương hiệu ẩm thực 22 đi đầu trong xu hướng hiện đại với mô hình kinh doanh lưu động công nghệ mới 4.0, không khói bụi. Hiện nay đã có mặt tại 64 tỉnh thành trên cả nước, phát triển đa dạng nhiều món ẩm thực. Các món ăn phong phú được sáng tạo mang đậm hương vị quê hương Tuyên Quang, đặc biệt là món gà ủ muối hoa tiêu, vịt quay lưu 850. Xin được mời đại diện của công ty cổ phần đầu tư Perlen CNC. Là doanh nghiệp chuyên đầu tư xây dựng và vận hành dự án nhà máy đốt rác phát điện, mục tiêu là xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường và đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường của Việt Nam, uy tín trong công việc, tận tâm với khách hàng, đề cao tính sáng tạo, tôn trọng đồng nghiệp và đối tác. Và tiếp tục xin được mời đại diện công ty cổ phần đầu tư Perlen CNC, là doanh nghiệp chuyên đầu tư xây dựng và vận hành dự án nhà máy đốt rác phát điện. Và tiếp tục xin được mời đại diện dược mỹ phẩm Trinh Lê Lê. Bác sĩ Lê Thị Cẩm Trinh với kinh nghiệm chục năm trong việc điều trị các vấn đề về da và các bệnh lý nặng của da, tự hào là cơ sở chăm sóc và điều trị cho hàng ngàn khách hàng giải quyết về vấn đề mụn thâm và sẹo mụn với các thiết bị laser ánh sáng. Thương hiệu dược mỹ phẩm Trinh Lê Lê tự tin lấy lại làn da đẹp cho mọi khách hàng. Kính thưa quý vị, và tiếp theo sau đây chúng tôi xin phép được mời đại diện của cơ sở bánh tráng trộn Cô Úc. Thương hiệu bánh tráng trộn của Úc hoạt động sản xuất từ năm 2011, chế biến đa dạng với hơn 30 chủng loại với nhiều hương vị và hình dạng khác nhau, với trang thiết bị máy móc hiện đại cùng nguồn nguyên liệu được lựa chọn kỹ lưỡng. Hiện tại cơ sở đang cung cấp đến các điểm bán sỉ lẻ trên địa bàn thành phố Tân An, thành phố Hồ Chí Minh. Và tiếp tục xin được mời đại diện thương hiệu Trầm Hương Vanaga. Thương hiệu Trầm Hương Vanaga chuyên sản xuất và phân phối các mặt hàng trầm hương thiên nhiên như vòng trầm, nhang trầm, trầm cảnh mỹ nghệ, nguyên liệu trầm. Và xin được mời hai vị đại biểu sẽ cùng nắng lại chụp hình với các doanh nghiệp đã được vinh danh trong đợt vừa rồi.
Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để chúc mừng cho những doanh nghiệp xuất sắc của chúng ta. Xin được cảm ơn hai vị đại biểu của chúng ta và xin được chúc mừng cho các doanh nghiệp xuất sắc đã nhận giải. Xin mời các vị sẽ quay trở về hàng ghế danh dự của mình. Tôi xin phép được tiếp tục vinh danh cho những doanh nghiệp tiếp theo đã được vinh danh trong chương trình ngày hôm nay ạ. Kính thưa quý vị, tiếp theo chúng tôi xin phép được mời lên sân khấu tiến sĩ Nguyễn Dũng Thương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tài chính Đầu tư và Hợp tác Thương mại Đông Nam Á. Ông Từ Văn Lai, trưởng cơ quan đại diện phía Nam, Học viện Con Rồng Cháu Tiên sẽ tiến lên sân khấu để trao biểu trưng cho các doanh nghiệp xuất sắc của chúng ta. Xin được trân trọng kính mời hai vị đại biểu. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời đại diện các đơn vị doanh nghiệp có tên sau đây sẽ cùng tiến ra sân khấu để được vinh danh trong phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Và đầu tiên xin được mời đại diện cơ sở chế biến hạt điều Nam Long. Trải qua nhiều năm nghiên cứu, tìm tòi công thức, thương hiệu Nam Long dần xây dựng được nên từ chính đôi tay của chị Nguyễn Thị Thoa, chủ cơ sở chế biến hạt điều Nam Long. Hạt điều rang muối Nam Long được tạo ra từ những hạt điều đã được tuyển chọn kỹ lưỡng qua giai đoạn tiếp nhận nguyên liệu đầu vào. Tiếp theo, chúng tôi xin phép được mời đại diện của Trung tâm Phong thủy Bách Việt. Trung tâm Phong thủy Bách Việt tiền thân là Câu lạc bộ Phong thủy Sài Gòn được thành lập vào năm 2018. Trải qua 4 năm hoạt động, trung tâm này đã phát triển có gần hơn 1.000 thành viên trong và ngoài nước tham gia hoạt động. Với bề dày thành tích của Trung tâm Phong thủy Bách Việt đã được Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Tiềm năng Con người vinh danh với giải thưởng Vì sự nghiệp Tiềm năng Con người năm 2020. Và tiếp tục xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Tâm Cosmetics. Với các dòng sản phẩm chủ lực là serum và kem dưỡng, kem trị mụn Thanh Tâm Cosmetic được cấp phần làm phong phú thêm thị trường mỹ phẩm làm đẹp tại Việt Nam. Với tâm huyết và niềm đam mê của đội ngũ cán bộ công nhân viên, Thanh Tâm Cosmetic hy vọng sản phẩm của mình sẽ mang lại giá trị tốt đẹp và ý nghĩa trong việc chăm sóc sắc đẹp cho chị em phụ nữ Việt. Và tiếp tục xin được mời đại diện công ty ứng dụng y học Liên Minh. Không ngừng tìm đối tác để hợp tác sản xuất và phân phối các dòng sản phẩm sức khỏe đến người dân, các sản phẩm hiện nay của Y học Liên minh đã được Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ cấp giấy chứng nhận. Kính thưa quý vị, tiếp theo chúng tôi xin phép được mời đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Hoàng Giang Sài Gòn. Dược phẩm Hoàng Giang Sài Gòn tự hào là đối tác tin cậy của các hãng dược phẩm trong và ngoài nước như Úc, Mỹ, Đức, New Zealand, Hungary. Đặc biệt, trong chương trình xuất khẩu toàn cầu của chính phủ liên bang New South Wales, Úc, Hoàng gia Sài Gòn đã chính thức trở thành đại diện giới thiệu các sản phẩm chăm sóc sức khỏe sắc đẹp của bang New South Wales tại Việt Nam. Và tiếp tục xin được mời đại diện công ty cổ phần Fami Pharma, chuyên nghiên cứu và gia công sản xuất nhập khẩu thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế trong và ngoài nước, vinh dự trở thành đối tác nhập khẩu và phân phối độc quyền tại Việt Nam của các dòng sản phẩm mang thương hiệu Living Healthy. Xin phép được mời đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đông Nam Dược Xuân Thành, được thành lập và hoạt động trong nhiều lĩnh vực chuyên về sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu, kinh doanh thuốc và các thực phẩm chức năng. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đông Nam Dược Xuân Thành luôn đạt những tiêu chuẩn cao nhất cho các sản phẩm mình tạo ra. Và tiếp tục xin được mời đại diện cơ sở phun xăm tự nhiên Trans Kim. Sau gần một thập kỷ nghiên cứu, sáng tạo và ứng dụng công nghệ phun xăm, đến nay phun xăm tự nhiên Trang Kim lắp đặt các vòng, trở thành một doanh nghiệp phun xăm thuộc top 1 trong tâm trí khách hàng. Dù hôm nay hay bất cứ giai đoạn nào về sau, phong cách đẹp tự nhiên vẫn được Trang Kim tôn vinh và trung thành tuyệt đối. Xin được mời đại diện của cơ sở heo quay Bình Trị Mr. Wood. Lò quay Bình Trị chuyên cung cấp heo sữa quay nguyên con cho các bữa tiệc lớn, các ngày lễ trọng đại, hội nghị, cưới hỏi. Ngoài ra chúng tôi còn có các sản phẩm heo quay với đủ chủng loại và kích cỡ, làm sản phẩm lễ vật quan trọng và cao cấp trong các ngày đại lễ lớn. Tiếp tục xin được mời đại diện công ty cổ phần G24 Việt Nam. Sản phẩm được chuyển giao bởi công nghệ sản xuất khép kín hiện đại từ Hàn Quốc với những thành phẩm vượt trội như lá trầu không, kim ngân hoa giúp chị em phụ nữ làm sạch, đào thải các chất bẩn, hỗ trợ ngăn ngừa viêm nhiễm phụ khoa, nấm ngứa, có phần duy trì độ ẩm và độ pH tự nhiên. Và tiếp tục xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Vinh Anh Vạn Ninh. Thành lập từ năm 2016, trung tâm ẩm thực và giải trí Vinh Anh luôn tự hào là điểm đến lý tưởng với không gian trên 5.000 m². Kính thưa quý vị, tiếp theo chúng tôi xin trân trọng kính mời doanh nhân Khổng Minh Thái, chủ tịch công ty cổ phần trường quốc tế Profit Singapore. Profit là nền tảng tiếng Anh trẻ em trực tuyến lớn nhất thế giới hiện nay với hơn 60 triệu trẻ em sử dụng trên khắp thế giới. Profit cung cấp việc học tiếng Anh toàn diện với hai chương trình song song đi kèm: Profit Class, lớp học tiếng Anh trực tuyến VIP 1:1 với thầy cô giáo Anh Mỹ, giáo trình bản ngữ hoàn toàn từ nhà xuất bản lớn nhất thế giới Pearson, Profit English, áp sách hoạt hình bản quyền 100% từ 5 nhà xuất bản tốt nhất thế giới về tiếng Anh: Cambridge, Oxford, Collins, Scholastic,
TCM, POFIS là sự lựa chọn số 1 của các bậc phụ huynh mong muốn con mình có chương trình học tiếng Anh chất lượng đẳng cấp thế giới với giá cả rất tiết kiệm và được học ngay tại nhà của mình. POFIS, nền tảng tiếng Anh trẻ em trực tuyến lớn nhất thế giới. Và tiếp tục xin được mời đại diện của doanh nhân Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty HTM Home, là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nhà thầu thi công và phân phối ván lát sàn. Bằng đường lối lãnh đạo sáng suốt và khả năng nhạy bén trong kinh doanh, HTM Home đã nhận được sự tin tưởng các đối tác lớn trong và ngoài nước. Tiếp theo, chúng tôi xin phép được mời doanh nhân Trần Quốc Toản, là một nhà sư phạm tâm huyết và có rất nhiều đóng góp tiêu biểu cho ngành. Ông là một trong những giáo viên mỹ thuật trẻ sáng tạo và đóng góp tích cực thúc đẩy phát triển môn mỹ thuật tại thành phố Hồ Chí Minh và cả nước, xây dựng góc nhìn tích cực về dạy học mỹ thuật đến phụ huynh học sinh từ lứa tuổi mầm non đến chuyên ngành đại học. Tiếp tục xin được mời doanh nhân Nguyễn Hoàng Sang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Tranh Tiền Phong Thủy xưa và nay. Doanh nhân Nguyễn Hoàng Sang, chủ tịch Hasan Group, được biết đến là đơn vị là một vị doanh nhân nổi tiếng của cả hai miền Nam Bắc trong lĩnh vực nghiên cứu về phong thủy, cố vấn chiến lược cao cấp cho các doanh nghiệp phát triển trên cả nước. Xin phép được mời đại diện công ty cổ phần kiến trúc sư phong thủy Lưu Hà với các dòng sản phẩm phong thủy số, vật phẩm phong thủy và đặc biệt sáng tạo ra sản phẩm tinh dầu thảo mộc phong thủy Lưu Hà. Với dòng sản phẩm tinh dầu này, phong thủy Lưu Hà đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của khách hàng trên toàn quốc với tiêu chí phong thủy Lưu Hà luôn là đem lợi cho người, lợi mình và lợi chúng sinh. Và xin được trân trọng kính mời tiến sĩ Nguyễn Dũng Thương cùng với ông Từ Văn Lai sẽ chụp hình lưu niệm với các đơn vị doanh nghiệp đã được vinh danh trong đợt tiếp theo. Xin được chúc mừng tất cả các đại diện của các doanh nghiệp cũng như các doanh nhân một lần nữa. Và xin được mời các đại diện doanh nghiệp, doanh nhân chúng ta sẽ trở về vị trí ngồi của mình. Và xin được mời nắng lại sân khấu tiến sĩ Nguyễn Dũng Thương cùng với ông Từ Văn Lai. Chúng ta sẽ tiếp tục vinh danh cho những doanh nghiệp tiếp theo. Xin phép được mời doanh nhân Trần Thanh Tuấn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Suburi Travel, là một trong những doanh nhân bản lĩnh xuất sắc của Việt Nam, người đã dẫn dắt Suburi Travel mang tới cho quý khách những hành trình du lịch tuyệt vời, những dịch vụ uy tín, chất lượng hoàn hảo, hợp lý, cạnh tranh. Và tiếp tục xin được mời doanh nhân Đinh Thị Linh, người đầu tiên mang hương vị bánh tráng cuốn thịt heo đến với người tiêu dùng, đưa thương hiệu bánh tráng Hoàng Bèo trở thành hương vị đặc trưng được nhiều người biết đến. Kính thưa quý vị, và tiếp theo chúng tôi xin phép được mời doanh nhân Tô Tế Hải. Với sự dìu dắt, nhiệt huyết, đam mê nghề nghiệp của doanh nhân Tô Tế Hải đã đưa Thẩm mỹ viện Thiên Ân luôn tự hào là địa chỉ đi đầu trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp với đội ngũ y bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm, có những sáng chế công nghệ độc quyền chỉ có tại Thẩm mỹ viện Thiên Ân đã mang cái đẹp đến cho mọi người và biến ước mơ xinh đẹp của hàng ngàn phụ nữ trở thành hiện thực. Tiếp tục xin được mời doanh nhân Lê Thị Thùy Trinh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế nội thất Decor Thành Công, là một nữ doanh nhân tài sắc vẹn toàn, nhà lãnh đạo ưu tú, đã định hướng và chỉ đạo đội ngũ nhân viên làm việc hiệu quả, đưa thương hiệu thiết kế nội thất Decor Thành Công trở thành thương hiệu số 1 trong lòng khách hàng. Xin được mời doanh nhân Nguyễn Nghĩa Vượng, là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc của Vbook Group, là một trong những doanh nhân tiêu biểu và đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số, là người thuyền trưởng luôn vững tâm phát triển tầm tài để chèo lái con thuyền Vbook đi đúng định hướng của chính phủ và đúng xu thế của công cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Và tiếp tục xin được mời doanh nhân Nguyễn Ngọc Trang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ mỹ phẩm Ngọc Trang. Sinh ra và lớn lên tại Bình Dương, doanh nhân Nguyễn Ngọc Trang rất thành công với cương vị là giám đốc điều hành doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Tuy nhiên, không dừng lại ở đó, chỉ còn lớn sang lĩnh vực mỹ phẩm với thương hiệu mỹ phẩm Ngọc Trang. Xin được mời doanh nhân Nguyễn Thị Điệp, đại diện cho đơn vị chuyên về lĩnh vực tư vấn du học và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao sang Nhật Bản và Hàn Quốc để học tập và làm việc. Công ty mong muốn giúp cho các thế hệ học sinh của mình thành công nơi xứ sở hoa anh đào và xứ sở kim chi. Và tiếp tục xin được mời doanh nhân Triệu Anh Tuấn, giám đốc thương hiệu Medusa Tattoo. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành tattoo, doanh nhân Triệu Anh Tuấn, chủ cửa hàng Medusa Tattoo, là người tạo ra công ăn việc làm cho rất nhiều những bạn trẻ có đam mê tattoo, có chí cầu tiến. Doanh nhân Triệu Anh Tuấn cũng ngày càng trưởng thành và khẳng định được vị thế của mình. Và tiếp tục xin được mời doanh nhân Trương Minh Thành, với khát vọng mang giải pháp khúc xạ tối ưu nhất tới cho khách hàng. Kể từ năm 1989, ông Trương Minh Thành đã không ngừng xây dựng và phát triển thương hiệu mắt Việt để trở thành thương hiệu dẫn đầu trong ngành mắt kính. Tiếp theo, chúng tôi xin phép được mời doanh nhân Nguyễn Thị Mai Giám,
Xin lỗi quý vị, doanh nhân Nguyễn Thị Mai, giám đốc Hợp tác xã sản xuất nông lâm nghiệp hữu cơ Quảng Phú. Là một doanh nhân có tài có đức của hợp tác xã, doanh nhân Nguyễn Thị Mai đã tạo công ăn việc làm cho rất nhiều con người ở tỉnh Đắk Lắk. Và tiếp tục xin được mời doanh nhân Hoàng Kim Dũng, founder thương hiệu Hoàng Long Computer. Với tâm huyết và tài năng của mình, ông đã liên tục đưa doanh nghiệp vượt qua các giai đoạn khó khăn và vươn lên trở thành một doanh nghiệp cung cấp máy uy tín trên thị trường. Xin phép được mời doanh nhân Nguyễn Minh Nhật, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại tổng hợp HT One. Là một doanh nhân tài ba, doanh nhân Nguyễn Minh Nhật đã tạo công ăn việc làm cho rất nhiều con người ở tỉnh Bến Tre, góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập. Doanh nhân Nguyễn Minh Nhật cũng là người có tấm lòng nhân ái, luôn đi đầu trong công việc thiện nguyện của địa phương. Và tiếp tục xin được mời doanh nhân Lê Văn Hải, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Hưng Phú Hải. Là một trong những doanh nhân bản lĩnh xuất sắc Việt Nam, người đã dẫn dắt con tàu MFU Hải Light Hoàng cùng với ngành chiếu sáng Việt Nam để vươn xa và tỏa sáng hơn nữa. Xin được mời doanh nhân Nguyễn Thu Hằng, giám đốc thương hiệu iContinental Diffuser. Là một người yêu cái đẹp, sự sang trọng và quý phái, doanh nhân Nguyễn Thu Hằng đã lan tỏa trong cách thức vận hành và kinh doanh của mình, đưa thương hiệu iContinental Diffuser đến gần hơn với người tiêu dùng thông thái. Và tiếp theo xin được mời doanh nhân Đặng Ngọc Thuyên, là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư phát triển Ansana, đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực khai phá và phát triển tiềm năng của con người thông qua ứng dụng khoa học số học Pythagoras. Tiếp theo, chúng tôi xin phép được mời doanh nhân tiến sĩ Nguyễn Quốc Tư, chủ tịch công ty cổ phần giáo dục hoa ngữ quốc tế QTEU, kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần trường quốc tế Profit Singapore. Đơn vị là một công ty cổ phần giáo dục được thành lập vào ngày 29 tháng 3 năm 2021 và có trụ sở chính tại Hà Nội. QTEU ra đời với mong muốn mang lại giá trị và hệ sinh thái toàn diện cho những người học ngoại ngữ và du học, mang trong mình lý tưởng riêng xây dựng và phát triển một hệ sinh thái toàn diện trong suốt hành trình của người học, ngay từ lúc bắt đầu học ngoại ngữ cho tới lúc lựa chọn trường để đi du học rồi đi làm, xây dựng sự nghiệp cả đời. Bên cạnh dịch vụ toàn diện, QTEU GSC tự hào với giá trị cốt lõi, uy tín, tốc độ, với việc đặt uy tín và sự tử tế cho cộng đồng. Bên cạnh đó là tốc độ làm việc rất nhanh, luôn đặt mục tiêu làm thế nào nhanh nhất mang lại giá trị tốt nhất cho mỗi khách hàng, mỗi thành viên trong công ty, với sứ mệnh mang lại giá trị toàn diện nhất cho người học vươn ra biển lớn, hướng đến sự phát triển toàn cầu. QTEU GSC là công ty giáo dục luôn nỗ lực để theo đuổi lý tưởng uy tín, tốc độ, định hướng tương lai, tâm niệm mang lại sự an tâm và nhiều giá trị nhất cho cộng đồng phụ huynh và học viên. Và tiếp tục xin được mời đại diện doanh nhân Trần Quốc Anh, giám đốc công ty cổ phần Việt Nam KCF. Với tiêu chí và chất lượng uy tín đi đầu, công ty luôn mong muốn tạo ra những tấm đan bê tông tốt nhất, khác với sản xuất thủ công. Tấm đan được của công ty được tạo ra sẽ xử lý qua quá trình nén và sấy, và công ty luôn tự hào về độ cứng của sản phẩm. Tiếp tục xin được mời ông Hoàng Tiến Khương, nổi danh với những chân truyền nhiều đời từ đời ông nối gót cha ông, là những người thực sự có thiên bẩm và được gửi trao nhiệm vụ thiêng liêng của đồng bào Cao Lang, với bề dày uyên thâm được chân truyền những tuyệt kỹ, đồng thời sự linh nghiệm trong công tác giúp đỡ cho nhiều cặp đôi viên mãn với ước nguyện của mình. Tiếp theo, chúng tôi sẽ được mời doanh nhân Trần Văn Quang. Là một doanh nhân trẻ có tâm, có tầm, luôn nắm bắt được xu hướng phát triển của thị trường, doanh nhân Trần Văn Quang đã dẫn dắt công ty cổ phần thương mại Vũ Thành Quang trở thành doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực tái chế, xử lý môi trường, phát triển nhà ở thu nhập thấp cho công nhân, đấu thầu dự án đầu tư phức hợp nhà ở xã hội. Ngoài ra, công ty của ông còn phát triển thêm mảng nông trại, chăn nuôi và trồng trọt theo quy trình hiện đại khép kín. Xin được mời đại diện của công ty cổ phần thảo dược Hoàng Ngọc, là đơn vị cung cấp sản phẩm dầu gội sạch gầu mang thương hiệu độc quyền Thido, được nghiên cứu bởi các chuyên gia hàng đầu và sản xuất trên dây chuyền hiện đại, với nguồn nguyên liệu có nguồn gốc từ thiên nhiên, giúp sạch gầu, ngăn ngừa gầu và bảo vệ da đầu. Vì lợi ích người tiêu dùng, Tido cam kết cung cấp ra thị trường những sản phẩm an toàn, chất lượng và hiệu quả cao nhất. Tiếp theo, chúng tôi xin phép được mời lên sân khấu thạc sĩ doanh nhân Nguyễn Cửu Long, tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh của Maastricht School Management, với hơn 20 năm kinh nghiệm làm marketing tại các tập đoàn lớn trên thế giới như Coca-Cola, Tiger Beer, Sony, Ericsson. Ông luôn tham gia và chủ trì nhiều dự án tư vấn chiến lược kinh doanh tại các tập đoàn và là diễn giả tại các diễn đàn marketing. Ông là người sáng lập chuỗi đào tạo chiến lược tư duy tài chính nổi tiếng Bliss Education. Xin
Xin được chúc mừng và xin được trân trọng kính mời tiến sĩ Nguyễn Dũng Thương cùng với ông Từ Văn Lai. Chúng ta sẽ chụp hình lưu niệm với các doanh nhân tiêu biểu đã được vinh danh trong chương trình Thương hiệu Nhãn hiệu xuất sắc châu Á Thái Bình Dương năm 2022. Và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Dũng Thương, ông Từ Văn Lai và xin được cảm ơn các đại diện của các doanh nghiệp cũng như là các doanh nhân tiêu biểu đã hiện diện trên sân khấu. Xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị. Một lần nữa xin được thay mặt ban tổ chức trân trọng cảm ơn sự tham dự của quý vị đại biểu cũng như quý doanh nhân doanh nghiệp. Kính thưa quý vị, và trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin phép được gửi lời chúc chân thành nhất đến toàn thể quý vị khách quý, quý đại biểu, quý doanh nhân doanh nghiệp sẽ thật nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ còn cống hiến thật nhiều cho sự phát triển của Việt Nam trong tương lai. Một lần nữa xin được cảm ơn toàn thể quý vị và bây giờ chúng tôi phải nói lời chào tạm biệt. Và chúng tôi cũng xin phép sẽ được hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình tiếp theo của chúng tôi. Trân trọng cảm ơn.